Mẹ không đóng 400.000 quỹ lớp, con bị dọa cho ra rìa. Thưa quý vị và các bạn, vì phụ huynh không đồng thuận đóng 400.000 quỹ lớp, trẻ bị nhiều phụ huynh khác đề nghị chuyển trường cô lập. Phụ huynh M trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã chia sẻ sự bức xúc lên Facebook về việc bị ép đóng tiền quỹ lớp thiếu hợp lý. Phụ huynh này viết: "Con em đi học lớp mầm non 2 tuổi, em được thêm vào nhóm lớp và thấy trong nhóm lớp đang thu quỹ 400.000 đồng. Đây là khoản thu ngoài do phụ huynh tự đề xuất. Tất cả các khoản thu tiền quỹ trường quy định em đã đóng đủ trước đó." Phụ huynh này chia sẻ thêm: "Em không đồng ý đóng quỹ. Trong nhóm mọi người nói nếu em không đồng ý đóng quỹ, con em có thể chuyển trường. Nếu em không đóng quỹ lớp, con em có thể chuyển lớp. Nếu con không thể chuyển lớp đồng nghĩa là con sẽ bị ra rìa. Một năm em đã phải đóng 2,7 triệu đồng tiền đầu kỳ nên các khoản thu bất hợp lý khác ngoài nhà trường thu. Em xin phép không đóng." Bài đăng của chị MM kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn cuộc tranh luận gay gắt giữa chị và các phụ huynh khác. Nội dung tin nhắn liên quan đến khoản 400.000 đồng tiền quỹ lớp được gọi là kế hoạch thu chi quỹ phụ huynh, gồm quỹ thăm hỏi, hiếu hỉ, tang với giáo viên trường, quỹ cho hoạt động ngoại khóa, quỹ dự phòng tăng học sinh ba em, sinh nhật cho các bạn học sinh trong lớp. Chị MM từ chối đóng 400.000 đồng tiền quỹ lớp vì cho rằng chưa hợp lý. Tuy nhiên các phụ huynh khác phản ứng gay gắt với quyết định của chị. Thậm chí có người nói rằng nếu chị M không đồng ý đóng quỹ, có thể cho con chuyển trường, chuyển lớp. Không chuyển lớp, nếu lớp tổ chức sinh nhật cho bé nào, bé không đóng quỹ ra ngồi một góc. Ngày 12 tháng 10, chị M đã lên gặp hiệu trưởng để nói về vấn đề này. Lãnh đạo nhà trường cho hay đó là những khoản thu ngoài quy định và không hợp lý. Về nội dung này, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng cho biết đơn vị đã có chỉ đạo cụ thể về nội dung phụ huynh M phản ánh. Ban lãnh đạo nhà trường phải gặp gỡ nhóm phụ huynh, phân tích cho họ hiểu. Các phụ huynh dùng lời lẽ thiếu lịch sự để trao đổi với người không đóng tiền là không được chấp nhận. Khởi tố nguyên tổng giám đốc công ty cao su Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ông Văn Đức Lư, nguyên tổng giám đốc công ty cao su Đắk Lắk được xác định đã vi phạm quy định gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước. Hôm qua nguồn tin cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Đức Lư, 68 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên cao su Đắk Lắk, công ty cao su Đắk Lắk. Ông Lưu bị khởi tố về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại công ty cao su Đắk Lắk. Trước đó vào tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí giai đoạn 2008-2012 xảy ra tại công ty cao su Đắk Lắk. Hồ sơ thể hiện tháng 9 năm 2017, công ty cao su Đắk Lắk có tờ trình xin Ủy ban nhân dân tỉnh nhập giống cây cao su từ Malaysia và được đồng ý. Tháng 1 năm 2008, công ty cao su Đắk Lắk chọn công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Huỳnh Phước, trụ sở thành phố Hồ Chí Minh là đối tác cung cấp 1,5 triệu cây giống, tổng kinh phí trên 1,8 triệu đô la, thời gian cung cấp cây giống là 3 năm, từ năm 2008 đến năm 2010. Quá trình cung ứng giống, công ty cao su Đắk Lắk phát hiện có trên 400.000 cây giống không đạt tiêu chuẩn, bị hư hỏng. Tháng 12 năm 2010, công ty cao su Đắk Lắk có cuộc họp với công ty cao su Huỳnh Phước. Qua đó thống nhất công ty cao su Đắk Lắk đồng ý chia sẻ rủi ro với tỷ lệ 50% tổng số cây bị thiệt hại trên 110.000 cây. Số tiền chia sẻ rủi ro gần 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, theo cơ quan chức năng điều tra, từ năm 2009 đến năm 2011, công ty cao su Đắk Lắk còn ký 3 hợp đồng với công ty cao su Huỳnh Phước về việc môi giới bán mủ cao su để hưởng phần trăm lên tới hàng trăm nghìn đô la. Bắt tạm giam phó chủ tịch phường ở Hà Nội vì chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ông Trần Chí Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh, Hà Nội bị khởi tố với cáo buộc lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 600 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Chí Anh, 50 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Chí Anh đã có hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Ông Anh đã chiếm đoạt 600 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Lương chi dưới tấm thảm nhựa đường.
Thưa quý vị và các bạn, đến cuối cùng bầu vú ngân sách tím lịm vì khô cạn do thất thoát, lãng phí không nhỏ trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình kém chất lượng. Không có gì đau đớn hơn khi chứng kiến người thân của mình bị tổn thất tính mạng, sức khỏe vì tai nạn giao thông. Có hàng hà sa số nguyên nhân gây tai họa mà tôi không ít lần tận thấy những vụ việc đẫm nước mắt do chất lượng mặt đường xuống cấp. Cái ổ gà, ổ vịt bé xíu, tưởng chừng vô hại nhưng đủ cướp đi tính mạng, có khi làm tan ra bại sản một gia đình. Nó chơ gan cùng tuế nguyệt như một điều nghiễm nhiên mà hầu hết chúng ta như đã dần chai sạn nên không còn coi đó là trách nhiệm của cơ quan chủ đầu tư, giám sát thi công, kiểm định, nghiệm thu, bảo trì, bảo dưỡng. Rất nhiều câu hỏi muộn màng đã cố gắng thốt ra nhưng rồi rơi vào hư không. Ví dụ, liệu người bị nạn do chất lượng công trình xuống cấp có thể đòi hỏi trách nhiệm từ một ai đó hay không? Cơ quan tổ chức nào sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người yếu thế? Có người sẽ nói là hoang tưởng nếu đặt những câu hỏi như vậy. Nhưng không nhẽ, một khoảng trống mênh mông về pháp lý liên quan sinh mạng con người lại do trời mưa to, xe tải trọng lớn, thời tiết xấu hay sao? Thậm chí có khi người ta còn vin vào ông trời để chối tội. Ấy cũng chỉ là nói chuyện đã rồi. Thế còn rất nhiều vấn nạn đương thời liên quan đến chất lượng công trình. Dự án đầu tư công kém hiệu quả, bất chấp quy định, luật lệ, đạo đức để kiếm tiền. Liệu cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hay không? Đơn cử một câu chuyện ở miền Sơn Cước mà chúng tôi tận mắt chứng kiến mấy ngày trước. Thảm nhựa một đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ 15D vào cửa khẩu quốc tế La Lay, huyện Đắk Rông, Quảng Trị. Không hiểu sao đơn vị thi công cả gan phớt lờ chỉ đạo của Cục Đường Bộ Việt Nam không được thảm nhựa khi trời có mưa. Mùa này người Quảng Trị ai cũng biết, cái mưa rừng đến thối đất của miền ngược, mưa dầm mưa dề, hơi ẩm tích tụ lâu ngày dưới tán rừng, rỉ xuống thành giọt, chảy thành khe, thành suối, tích thành sông, cuộn thành lũ chứ chẳng chơi. Chỉ cũng để nói rằng điều kiện thời tiết mưa ẩm là điều tối kỵ trong quy trình thi công trải thảm nhựa nóng. Hỗn hợp bê tông nhựa được nung và trộn ở nhiệt độ từ 140 độ C đến 160 độ C được gọi là bê tông nhựa nóng. Khi thi công nhựa phải nóng từ 90 đến 100 độ C. Do vậy, theo kinh nghiệm của giới xây dựng, khi giải thảm bê tông nhựa nóng, nhà thầu cần thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo, tốt nhất là trời nắng. Cũng có thể thấy ngoài đời sống, chúng ta thường bắt gặp các nhà thầu thi công đường nhựa vào mùa hè, rất hiếm khi thi công vào mùa đông. Vì khi mặt đường ướt, không thể thổi vệ sinh nhựa lỏng, phun xuống, không đảm bảo kết dính, đến lượt nhựa nóng bị làm nguội rất nhanh. Kết cấu bên trong có nhiều kẽ hở li ti, khi đưa vào sử dụng gặp trời mưa nước thấm xuống phá vỡ hỗn hợp, bong chóc, sụt lún thành cái gọi là ổ gà, ổ voi, lượn sóng và hiện tượng dồn cục. Chưa nói đến lương chi, chúng tôi thắc mắc tại sao thi công có thể múa gậy vườn hoang như vậy. Hỏi vậy là bởi giám sát công trình xây dựng, đầu tư công là bộ phận cực kỳ quan trọng, như là tai mắt của nhân dân. Trong điều kiện thi công không đảm bảo, lực lượng giám sát có quyền yêu cầu dừng. Tại điểm H khoản 1 điều 19 nghị định số 6, quy định về giám sát thi công xây dựng công trình ghi rõ, yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Với câu chuyện nói trên, lực lượng này liệu đã hoàn thành trọng trách? Theo điều 14 nghị định số 6, chủ đầu tư có tới 17 nhóm trách nhiệm trong quản lý công trình xây dựng, nhưng cả hai chủ thể quan trọng này dường như không phát huy trách nhiệm đúng lúc, đúng chỗ tại quốc lộ 15D ngày 10 tháng 10 vừa qua. Chúng tôi tự hỏi điều gì xảy ra tiếp theo với đoạn đường này nếu dấu hiệu sai phạm trong thi công không được phản ánh kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Như một lẽ thường tình, hỏng thì lại phải sửa, sửa không đúng kỹ thuật, lại tiếp tục hỏng, cuối cùng bầu vú ngân sách tím lịm vì khô cạn. Khi tai họa ập đến với người tham gia giao thông thì nhà thầu đã cao chạy xa bay. Người bị nạn chỉ còn an ủi mình bằng liều thuốc tinh thần, định mệnh của số phận.